Dạ đầu tiên Xuân Trúc xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý bà con cô bác thân bằng quyến thuộc, các anh chị đồng nghiệp của mẹ tôi đến đây để đưa tiễn mẹ lần sau cuối. Sau đây Xuân Trúc xin góp một trích đoạn cùng nghệ sĩ Tú Sương, kịch bản của cố nghệ sĩ Minh Tơ và Thanh Tập. Trích đoạn được mang tên Sự án bàn quý phi. Xuân Trúc xin phép được hát phần đầu, phần sau xin nhờ nghệ sĩ Đình Trung trợ giúp cho anh Hai. Anh Hai. Xuân ơi. Và sau đây trích đoạn Sự án bàn quý phi xin phép được bắt đầu. Dạ chúng con xin cảm ơn anh Hai. Quý phi, quý phi, quý phi, chiếc tranh cha nàng bài gánh ta để bao dân lành buồn kêu ca tay yêu thống đồng dành gian sáng một lòng thốt làng nhà chưa bài phân qua phát tu tiêu hoa vừa ban ra toàn cha cha nàng chào thêm sao vui chung thấy tỉnh lại quý phi ơi. Ta nào quên câu thề cùng ai kết sẽ duyên tình, nào ngờ đâu biệt ly tan thương bế dâu nhìn trong quân mơ.
Whee!